Non. Non. Mày đừng có giận tao nha. Mày sợ cái cây rồi chứ đâu mày sợ tao đâu. Cái gì nè. Mày đâm nó đi. Tao bỏ. Tao đi. Thể biểu mày đi đâu nãy giờ? Không vô. Hai phần á hả? Kỳ gì? Vô. Sô, xây. Mày đi đâu cho đã, giờ mày vô đó mày ngồi. Đi ra. Vô. Xây. Đi ra. Vậy mình định cái gì?